Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 3 của trang web olm.vn Ở bài giảng hôm trước, chúng ta đã tìm hiểu về phép chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số, mà là phép chia hết Ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu tới các con phép chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số, mà là phép chia có dư Chúng ta sẽ xét phép tính dưới đây 9.365 chia cho 3 các con cũng sẽ đặt phép chia rồi sau đó thì thực hiện lần lượt. Ở đây cô sẽ viết số 9.365, viết số 3 rồi dấu gạch để thể hiện phép chia và dấu bằng. Sau đó chúng ta thực hiện phép chia lần lượt từ trái qua phải. Đầu tiên là chữ số 9. 9 chia cho 3 bằng 3, chúng ta sẽ viết 3. Sau đó nhân ngược trở lại. 3 x 3 bằng 9, 9 x 9 sẽ bằng 0, ta viết 0 ở đây kết thúc lượt chia thứ nhất. Sau đó, ta sẽ hạ 3, rồi lấy 3 chia 3. 3 chia 3 bằng 1, viết 1 ở đây và nhân ngược trở lại thì cũng được kết quả là 0 và kết thúc lượt chia thứ hai. Tiếp tục ta lại hạ chữ số 6 ở đây thì được 6 chia 3 bằng 2, ta viết 2. 2 x 3 bằng 6, 6 6 bằng 0, kết thúc lượt chia thứ ba. Tới lượt chia thứ tư chúng ta sẽ hạ 5. 5 chia cho 3 được 1, ta viết 1. 1 x 3 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2, ta viết 2. Tới đây 2 đã nhỏ hơn 3, ta sẽ kết thúc lượt chia. Và ta sẽ có kết luận là số 9.365 chia 3 sẽ bằng 3.121 và dư 2. Đó chính là cách chúng ta thực hiện phép tính số có 4 chữ số chia cho số có 1 chữ số mà có dư. Bây giờ cô đến với ví Ở đây ta thấy rằng kết quả của phép tính sẽ là số có 4 chữ số. Bây giờ cô sẽ lấy ví dụ về kết quả có 3 chữ số. Thực hiện phép tính 2249 chia cho 4. Chúng ta sẽ đặt tính rồi tính ở đây. Có các dấu gạch dọc và gạch ngang. Tiếp tục thực hiện phép chia từ trái qua phải. 2 không chia được 4, như vậy chúng ta sẽ phải lấy 22. 22 chia 4 thì bằng 5, viết 5. 5 x 4 20, 22 20 bằng 2, ta viết 2 như thế này, kết thúc lượt chia thứ nhất. Tiếp tục hạ 4 thì 24 chia 4 bằng 6, ta viết 6 ở đây. Sau đó 6 x 4 bằng 24, 24 24 bằng 0, ta kết thúc lượt chia thứ hai. Tiếp tục hạ 9, ta sẽ thấy rằng 9 chia 4 thì sẽ được 2, ta viết 2 ở đây. Nhân ngược trở lại 2 x 4 bằng 8, 9 trừ 8 bằng 1, nhỏ hơn 4 rồi. Như vậy ta sẽ kết thúc phép chia ở lượt chia này. Tới đây ta sẽ kết luận là số 2.249 chia cho 4 sẽ bằng 562 và dư 1. Đó chính là cách chúng ta thực hiện các phép tính mà có dư. Bây giờ chúng ta sẽ cùng củng cố và rèn luyện các kỹ năng trên. Dạng bài tập thứ nhất, các con hãy cùng làm cho cô một số phép chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số mà có dư. Chúc mừng các con, như vậy các con đã nắm được kỹ năng cơ bản nhất là thực hiện phép chia có dư. Bây giờ tới bài tập thứ hai, mỗi gói chứa 3 cái bánh. Hỏi nếu như có 1967 cái bánh thì sẽ xếp được vào nhiều nhất mấy gói và còn thừa bao nhiêu cái bánh. Vậy bây giờ để tính được là xếp được vào nhiều nhất mấy gói và còn thừa bao nhiêu thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì Đúng thế, cô có phép chia là 1967 chia 3, kết quả sẽ là 655 và dư 2. Vậy thì từ phép chia này ta suy ra số bánh sẽ được xếp nhiều nhất vào 655 gói bánh và còn thừa hai cái bánh. Đó chính là ứng dụng của phép chia có dư trong thực tế. Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về phép chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số mà có xuất hiện số dư. Để rèn luyện thêm kỹ năng, các con hãy làm phần luyện tập trên trang web olm.vn. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của olm.